Chỉ số US Index hiện ở mức 92,095 điểm, tăng 0,24%. Đồng đô la Mỹ có xu hướng đi lên khi thị trường chứng khoán trượt dốc và chính phủ Mỹ công bố những dữ liệu kinh tế khá lạc quan. Tại thị trường trong nước, ngân hàng nhà nước đưa ra tỷ giá trung tâm ở mức 23.164 đồng một đô la Mỹ, giảm 29 đồng so với cuối tuần trước. Vì con banh tăng 10 đồng một đô la Mỹ ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua vào xuống còn 22.850 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.050 đồng một đô la Mỹ. Ngược lại, giá euro trong tuần này tăng trở lại. Giá tại Vietcombank mua vào là 26.579 đồng một euro và bán ra 27.963 đồng một euro, tăng 187 đồng so với phiên đầu tuần. Việc nới lòng kiểm tra đối với xe vận tải hàng hóa tại các chốt kiểm dịch mở ra cơ hội cho lương thực hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh nhanh hơn, nhiều hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp khó với QR code, mặc dù chính phủ đã có văn bản gửi các bộ ngành về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, yêu cầu không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có QR code còn thời hạn. Việc mỗi địa phương thực thi quy định khác nhau, phần nào làm khó các doanh nghiệp vì thực tế việc cấp mã diễn ra chậm nên nhiều doanh nghiệp rất khó khăn khi xin cấp mã QR code. Trong thời gian gần đây, lợn hơi đang giảm giá rất mạnh nhưng giá thịt lợn thành phẩm vẫn cao, thậm chí còn tăng giá. Tại Hà Nội, giá lợn hơi được giao dịch ở mức 55.000 đồng 1 kg, giảm hơn 20.000 đồng 1 kg. Giá thịt lợn thành phẩm tại các chuỗi siêu thị, chợ truyền thống vẫn duy trì ở mức cao, thậm chí các loại thịt như ba dọi thịt đùi đã tăng từ 9.000 đến 15.000 đồng 1 kg lên mức 199.900 đồng 1 kg thịt đùi và thịt thăn đang được bán với giá 159.900 đồng 1 kg và 189.900 đồng 1 kg. Đắt nhất là loại thịt sụn có giá 299.900 đồng 1 kg. Trong tuần đầu tháng 8, hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước điều chỉnh giá bán mới. Tính từ cuối năm 2020 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 8 lần liên tiếp, thậm chí có doanh nghiệp tăng tới lần thứ 9. Mức tăng giá thức ăn chăn nuôi mạnh nhất thuộc về công ty Walmart Việt Nam tăng 4.000 đồng 1 kg. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam cũng tăng 400 đồng 1 kg với tất cả các thức ăn chăn nuôi. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thức ăn chăn nuôi chiếm tới 75% giá thành sản xuất. Do đó, khi giá thức ăn biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi và đẩy giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng tăng cao. Theo phân tích của SSI Research, trong khi dịch bệnh ảnh hưởng tới hầu hết đơn vị kinh doanh vàng thì các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn lại đang có cơ hội thâu tóm toàn bộ thị trường. Tính chung trong 6 tháng, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG vẫn ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.600 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 738 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 67% so với cùng kỳ năm 2020, nắm tới hơn 30% thị phần và số cửa hàng vượt xa các đối thủ cạnh tranh. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji cũng đạt gần 188 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 24% so với năm trước. Dịch bệnh bùng phát khiến các doanh nghiệp vàng lớn hưởng lợi từ việc tăng thị phần do những cửa hàng nhỏ lẻ phải đóng cửa. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện chỉ còn 5 đường bay nội địa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành hoạt động với tần suất rất thấp, gồm Hà Nội, Phú cát, Đà Lạt, Cam Ranh và Đà Nẵng. Theo yêu cầu của cục hàng không, xuất phát từ đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột sẽ tạm ngừng khai thác từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội. Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm soát hoạt động của các chuyến bay thương mại trong tình hình dịch bệnh phức tạp, đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội chỉ khai thác tối đa 2 chuyến khứ hồi một ngày. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, tính đến đầu tháng 8, hệ thống đã nhận được 171 hồ sơ đề nghị vay vốn từ người sử dụng lao động với số tiền hơn 111 tỷ đồng để trả lương cho gần 31.000 người lao động. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phê duyệt 125 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 99 tỷ đồng để trả lương cho 29.619 lượt người lao động theo quyết định số 23 của Thủ tướng Dự kiến sẽ có 19 tỉnh tiếp tục được ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 56 tỷ đồng từ gói hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vụ hè thu đang thu hoạch rộ, sản lượng nhiều, trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, nhân công để thu hoạch bị hạn chế, dễ dẫn đến tình trạng thương lái ép giá nông dân. Hiện lúa hè thu thu hoạch tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới được 600 ha, còn khoảng 900 ha thu hoạch trong tháng 8 và tháng 9. Đây cũng là thời điểm có sản lượng lúa cao nhất, nếu không có giải pháp hỗ trợ, nông dân sẽ rất khó khăn do vụ lúa thu đông không chỉ cung cấp lương thực mà còn cung cấp giống cho vụ đông xuân cuối năm. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính phủ cho thu mua tạm trữ lúa quốc gia để kích cầu và đảm bảo sản xuất. Trên nhiều trang mua bán bất động sản xuất hiện rầm rộ thông tin giao bán cắt lỗ chung cư để thu hút sự chú ý của người có nhu cầu mua nhà. Đối chiếu thực tế, không có chuyện giảm giá vài trăm triệu đồng như quảng cáo. Nếu chủ nhà bán thấp hơn thị trường 1 đến 2 giá, chỉ có thể gọi là bán rẻ, chứ không thể gọi là cắt lỗ. Theo mặt bằng giá chung hiện nay, người bán mua vào 26 triệu đồng một mét vuông, bán ra 49 triệu đồng một mét vuông, lãi 23 triệu đồng, chứ không lỗ. Nhiều người bán đã lợi dụng dịch bệnh để bán nhà cắt lỗ, ngang mức giá trên thị trường hiện nay. Các chuyên gia cảnh báo, khách mua nhà cần tìm hiểu kỹ thông tin, giá cả, kẻ mắc bẫy của môi giới trong mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều nơi trên cả nước, nhu cầu cần tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ đang rất cao. Dù thành phố Hồ Chí Minh được chính phủ ưu tiên nhưng cũng chỉ mới 2 triệu người được tiêm. Để tạo miễn dịch cộng đồng với 70-80% đến 80 người dân, tương đương hơn 7 triệu người, cần khoảng 4 đến 5 triệu liều nữa. Hiện đã có một số bệnh viện như bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được tiêm dịch vụ cho người dân nhưng chưa được cấp phép. Theo cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, dịch vụ tiêm vắc sẽ được xem xét và sớm có chỉ đạo. Thực tế, các hãng cung cấp vắc từ AstraZeneca đến Pfizer, Moderna đều yêu cầu phải làm việc ở cấp chính phủ và chỉ ủy quyền cho một đơn vị duy nhất do đó các bệnh viện đề xuất nhập vaccine để tiêm dịch vụ cần có thủ tục lộ trình cụ thể để được xem xét